ban mặt cho đất, ban lưng cho trời, và lưng cơn tràn bao âu lo vui buồn. Trời gieo mưa nắng về quê tôi hôm nay vui sao, tiếng cười tiếng hát xôn xao buồn làng đồng, hôm nay ngô khoai chanh hoa bức tranh quê tươi màu làng mới, cánh đồng xanh xanh mướt xây dòng ngang, như cùng làng nghe tiếng máy reo vang, người quê tôi hân hoan cầu hát, người nông dân không lo mất mùa. Quê mình hôm nay bao nhiêu đổi thay, không còn hò nghèo túng thiếu ăn vay, đường liên thôn xe đi xuống sang buồn làng, đồng hôm nay ngô khoai chèn hoa ứng tranh quê tươi màu nắng mới, cánh đồng xanh xanh mướn xây dòng ngang, như cùng làng nghe tiếng máy reo vang, người quê tôi hân hoan cầu hát, người nông dân không lo mất mùa. Quê mình hôm nay bao nhiêu đổi thay, không còn hồ nghèo cũng thiếu ăn vay, đường liên thôn xe đi như phố, người quê tôi chung câu kê đoàn, lúa xanh ngập đồng máy reo rộn ràng, còi báo ứa mưa, nhớ công ơn đảng hát ca vui mừng, trời bao ấm no, lúa xanh ngập đồng máy reo rộn ràng, còi báo lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân, ban tổ chức xin phép được thông qua nội dung chương trình làm việc. 1. Văn nghệ chào mừng. 2. Chào cờ, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. 3. Báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng nông thôn mới xóm kiểu mẫu. 4. Công bố quyết định công nhận xóm đạt danh hiệu xóm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. 5. Lãnh đạo huyện trao bằng công nhận xóm nông thôn mới kiểu mẫu, trao thưởng và tặng hoa chúc mừng. 6. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hùng Tiến phát biểu và tặng hoa chúc mừng. 7. Phát biểu cảm tưởng của đại diện tổ chức cá nhân xóm. 8. Công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho các tập thể cá nhân xóm. 9. Phát biểu đáp từ buổi lễ. 10. Bế mạc buổi lễ. Trước khi vào nội dung chính, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân chúng ta thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng gồm các tiết mục. 1. Múa nông thôn ngày mới do tốp nữ trình bày. 2. Nhảy đi giữa trời rực rỡ do các cháu thiếu niên xóm năm biểu diễn. 3. Đơn ca Ninh Bình như một khúc ca do Thư Hương trình bày. 4. Nhảy bài ca tôm cá. 5. Đơn ca Tình đất do Bích Ngọc biểu diễn. 6.
nhảy Một Vòng Việt Nam do đội văn nghệ xóm 5 biểu diễn. Sau đây, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sắp đặt để rồi mình đi về phía chân đồi, phía bên kia đồi có bầu trời.
Bức tranh mùa nua đẹp tình
em mời anh về quê em một lần nhé. Ninh Bình đón mời em còn ngại chi đường qua xa. Hơi ấm tình duyên qua câu hát dân ca. Ninh Bình yêu thương đón em trong chiều ta. Khi hoàng hôn về cung đình Đồng Tam Cốc, náo nồng bao người, đất trời đẹp như một khúc ca. Em về thăm Tràng An, du thuyền lướt trên biển xanh như dải lụa, chim nhạn kéo nhau bay về hang mùa, tinh đồng nên thơ, bức tranh mùa lúa. Yeah.
trắng mưa trên đồng, mưa giăng núi nhỏ em về. Trời bao nắng bao ngày mưa, đất nôn tròn tiếp người, mảnh đất quê hương ta. Đất yêu người, bàn chân lắm buồn quê xưa. Đất thương người, lẽ nói thân có
anh những phút ngắt giữa của mẹ. Còn bao nhiêu lời dù con vẫn chưa được nhảy một vòng Việt Nam đã kết thúc chương trình văn nghệ chào mừng ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, xin cảm ơn những tiết mục rất hay và đặc sắc của đội văn nghệ xóm năm. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, hôm nay ngày 5 tháng 10 năm 2024, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Hùng Tiến long trọng tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xóm năm đạt danh hiệu xóm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Đã đến giờ khai mạc buổi lễ, ban tổ chức trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu và toàn thể nhân dân chúng ta đứng dậy, chỉnh đốn trang phục, làm lễ chào cờ. Nghiêm! Trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân an tọa. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, xây dựng nông thôn mới là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao theo hướng nhanh và bền vững. Xã hội nông thôn được phát triển theo quy hoạch, có hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ và đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài, môi trường xanh sạch đẹp, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc được bảo tồn và phát huy, chất lượng hệ thống chính trị cơ sở được nâng cao, an ninh nông thôn được đảm bảo. Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ huyện Kim Sơn, Đảng bộ xã Hùng Tiến về việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, phong trào xây dựng nông thôn mới đã lan tỏa sâu rộng đến từng thôn xóm trong những năm qua. Bằng sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn, của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hùng Tiến, cán bộ và nhân dân xóm năm đã không ngừng phấn đấu từng bước thực hiện, hoàn thiện các tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban chỉ đạo huyện về kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu tại xóm năm xã Hùng Tiến, đến nay đã được Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn ra quyết định số 4695 ngày 6 tháng 8 năm 2024, công nhận xóm 5 xã Hùng Tiến đạt xóm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Thực hiện hướng dẫn số 02 ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Kim Sơn về việc hướng dẫn tổ chức lễ công bố thôn xóm đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy xã, hôm nay, Ủy ban Nhân dân xã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xóm 5 xã Hùng Tiến đạt danh hiệu xóm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Về dự và chỉ đạo buổi lễ, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu khách quý.
Về phía đại biểu huyện, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phạm Văn Hùng, thường vụ huyện ủy, trưởng ban dân vận huyện ủy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Quang Hải, phó trưởng phòng nông nghiệp huyện, xin nhiệt liệt chào mừng. Về phía lãnh đạo địa phương, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Nam Trung, bí thư ban chấp hành đảng bộ xã, trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Hồng Tiến. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Văn Kết, phó bí thư thường trực đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã. Về dự buổi lễ còn có các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy xã, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân xã, các đồng chí ủy viên ban chấp hành, trưởng các ngành đoàn thể, các vị đại biểu khách quý, các đồng chí trong ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, các đồng chí bí thư các chi bộ, trưởng các xóm, cán bộ và nhân dân xóm 5 cũng về dự đông đủ. Xin nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Ngô Văn Quyền, bí thư chi bộ, trưởng ban phát triển xây dựng nông thôn mới xóm 5 lên báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, rất vinh dự cho và tự hào cho nhân dân và cán bộ xóm 5 hôm nay được tổ chức lễ đón nhận xóm 5 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân, chúc buổi lễ đón nhận nông thôn mới kiểu mẫu của chúng ta thành công tốt đẹp. Thay mặt cho nhân dân và cán bộ xóm 5, tôi xin được báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 như sau. Một, về đặc điểm tự nhiên, xóm 5 xã Hồng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, nằm ở phía bắc xã Hồng Tiến, có địa giới hành chính phía đông giáp với xóm 5 xã Ân Hòa, phía tây giáp với xóm 11, xóm 12, phía nam giáp với xóm 4, phía bắc giáp với xóm 7. Tổng diện tích hành chính là 43,34 ha, chiều dài 248m, chiều rộng là 320m. Xóm 5 có tổng số hộ là 143 hộ, số nhân khẩu là 465 nhân khẩu. Số lao động trong độ số người trong độ tuổi lao động là 253 người, trong đó lao động nông nghiệp là 118 người. Có 82 người lao động tại các công ty doanh nghiệp, 2 người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Lao động tự do là 10 người. Chi bộ xóm 5 có 15 đảng viên, chi bộ nhiều năm đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Trong những năm qua, kinh tế xã hội của xóm có những bước phát triển nhanh và bền vững, có một doanh nghiệp tiểu thủ công nghiệp, hai cơ sở sản xuất miến rong, các ngành nghề như xây dựng, nghề mộc, cơ khí, dịch vụ buôn bán nhỏ. Cơ cấu ngành nghề trên địa bàn khu dân cư từng bước được phát triển, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho gia đình và tạo công ăn việc làm cho các lao động trong và ngoài xóm. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện 10 tiêu chí thuận lợi được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc thực hiện các đường lối chủ trương chính sách của đảng, nhà nước, các văn bản của cấp trên về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu như quyết định số 794 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về ban hành bộ tiêu chí nông thôn, xóm, bản nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, quyết định số 1239 của Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn về việc phê duyệt các xóm đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024, thực hiện nghị quyết số 69 của ban chấp hành đảng bộ xã Hồng Tiến về xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Hồng Tiến. Chi bộ đã tập trung quán triệt nghị quyết, lãnh đạo chỉ đạo cán bộ và nhân dân tập trung xây dựng chương trình kiện toàn lại tiểu ban phát triển nông thôn, phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình để vận động thực hiện chương trình xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu đã được sự quan tâm chỉ đạo của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban của huyện, sự chỉ đạo trực tiếp của đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã. Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xóm 5 cũng nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xóm, tích cực tham gia hưởng ứng, quyết tâm thực hiện các nội dung đã đề ra.
Nhân dân xóm 5 có tinh thần đoàn kết trách nhiệm, cần cù lao động, gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, lực lượng lao động dồi dào, các tổ chức đoàn thể xã hội vững mạnh, đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia đóng góp để xây dựng mới các công trình, nâng cấp sửa chữa cơ sở hạ tầng trên địa bàn xóm. Bên cạnh những thuận lợi thì xóm 5 cũng gặp phải những khó khăn hạn chế trong quá trình thực hiện xây dựng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2024 là năm tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu theo đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Hùng Tiến giai đoạn 2021-2025. Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu liên quan đến hầu hết các lĩnh vực đời sống kinh tế, chính trị, xã hội với nhiều tiêu chí, chỉ tiêu. Trong khi đó, trình độ năng lực, nhận thức hiểu sâu về công tác xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, dẫn đến công tác tuyên truyền, vận động, hưởng ứng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xóm còn gặp nhiều khó khăn. Công tác huy động kinh phí để xây dựng các mục tiêu, tiêu chí đòi hỏi cao hơn. Ngành nghề chủ lực ở nông thôn chậm phát triển. Số lao động của xóm thu nhập không ổn định do điều kiện thị trường có nhiều biến động. Kết quả thực hiện 10 tiêu chí, thực hiện bộ tiêu chí về xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024, cán bộ, đảng viên và nhân dân xóm 5 đã quyết tâm hoàn thành 10 chỉ tiêu theo quy định và được Hội đồng thẩm định tiêu chí về đích nông thôn mới kiểu mẫu của huyện kiểm tra đánh giá công nhận xóm 5 đạt và đạt tỷ lệ cao các tiêu chí. Trong quá trình thực hiện xóm 5 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, cán bộ và đảng viên nhân dân đã tuyên truyền vận động bà con, các doanh nghiệp, những người con quê hương, các mạnh thường quân hưởng ứng tham gia đóng góp tiền của công sức để thực hiện nổi bật là các tiêu chí số 1, tiêu chí số 2, số 8 như nhà ở, cơ sở hạ tầng, đường giao thông, cảnh quan môi trường, tiêu chí số 5 về văn hóa, khu luyện tập, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, tiêu chí số 6 về giáo dục đạt tỷ lệ cao là 100%. Kinh phí thực hiện là 168 triệu đồng, kinh phí từ nguồn nhân dân đóng góp và ủng hộ. Với tinh thần quyết tâm chung tay xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu, cán bộ, đảng viên và các hộ gia đình, con em quê hương đã nhiệt tình tham gia đóng góp và ủng hộ. Sau thời gian triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xóm 5, diện mạo của xóm đã được thay đổi rõ rệt, nhận thức của người dân được nâng cao, cơ bản xây dựng được cơ sở hạ tầng, nền tảng để phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn xóm, đáp ứng các nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân, góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đời sống tinh thần của người dân được nâng cao, an ninh trật tự, xã hội được ổn định và giữ vững. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các đồng chí đại biểu khách quý và cùng toàn thể nhân dân, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực khó khăn của toàn bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân xóm 5 trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ngày 6 tháng 8 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn đã ban hành quyết định công nhận xóm 5 xã Hùng Tiến đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Đây là niềm vinh dự tự hào của chi bộ, ban công tác mặt trận và nhân dân xóm 5 xã Hùng Tiến. Tại buổi lễ hôm nay, thay mặt cho chi bộ, ban phát triển nông thôn, ban công tác mặt trận, khu dân cư và nhân dân xóm 5, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các thế hệ lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã qua các thời kỳ, các phòng ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân, con em quê hương đã quan tâm, giúp đỡ, đồng hành, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần để xóm 5 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, để duy trì và giữ vững được kết quả đạt được từng bước góp phần xây dựng xã Hùng Tiến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong những năm tới, khu dân cư xóm 5 mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo giúp đỡ của huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn và Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã Hùng Tiến, sự động viên khích lệ của các xóm lân cận, cùng sự chung sức đồng lòng của cả thế hệ, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài địa bàn. Nhiệm vụ trong thời gian tới còn rất nặng nề và nhiều khó khăn thách thức, song với bản lĩnh vững vàng, khiêm tốn cầu thị, tinh thần đoàn kết, ý chí khát vọng vươn lên, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân xóm 5 sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng, Bộ các cấp đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương xã Hùng Tiến giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh, đẹp về văn hóa. Kính thưa các vị đại biểu, thưa buổi lễ, tôi vừa trình bày xong bản báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của nhân dân và cán bộ xóm 5. Trước khi dừng lời, một lần nữa thay mặt cho ban công tác mặt trận khu dân cư xóm 5, tôi xin kính chúc các vị đại biểu
Khách quý cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc buổi lễ công bố xóm năm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thành công, tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Ngô Văn Quyền. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng kính mời đồng chí Vũ Công Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã lên công bố quyết định công nhận xóm 5 đạt danh hiệu xóm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Phạm Văn Hùng, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa bà con nhân dân xóm 5, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn, tôi xin công bố quyết định về công nhận xóm 5 xã Hồng Tiến đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn quyết định số 4695 Kim Sơn ngày 6 tháng 8 năm 2024 quyết định công nhận xóm 5 xã Hồng Tiến, huyện Kim Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chính phủ và luật chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019. Căn cứ quyết định số 794 ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành bộ tiêu chí thôn, xóm, bản, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Căn cứ nghị quyết số 51 ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân huyện về việc phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới huyện Kim Sơn giai đoạn 2021-2025, căn cứ quyết định số 1239 ngày 6 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn về việc phê duyệt các xóm đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Căn cứ kế hoạch số 53 ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban huyện Kim Sơn về việc hướng dẫn, thẩm tra, thẩm định, xét công nhận xã nông thôn mới, nâng cao thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xóm đạt nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới huyện tại tờ trình số 01 ngày 2 tháng 8 năm 2024 quyết định điều 1 công nhận xóm 5 xã Hồng Tiến, huyện Kim Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Xóm 5 xã Hồng Tiến, huyện Kim Sơn được Chủ tịch Ủy ban huyện tặng bằng công nhận xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và thưởng số tiền là 50 triệu đồng. Giao cho Phòng Tài chính Kế hoạch huyện tham mưu cho Ủy ban huyện bố trí ngân sách của huyện năm 2024 và chuyển số tiền thưởng cho xóm 5 xã Hồng Tiến. Điều 2, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Hồng Tiến có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo Ban phát triển xóm 5 xã Hồng Tiến tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các thôn xóm trên địa bàn xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Điều 3, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, Chánh Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới huyện, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch Ủy ban xã Hồng Tiến, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Hồng Tiến, Ban phát triển thôn xóm 5 xã Hồng Tiến và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, Chủ tịch Trần Xuân Trường đã ký. Sau đây là phần trao bằng công nhận, phần thưởng và tặng hoa chúc mừng cho xóm 5. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Văn Hùng, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy lên trao bằng, trao phần thưởng và tặng hoa chúc mừng xóm 5. Xin trân trọng kính mời đồng chí Ngô Văn Quyền, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận xóm 5, ông Phạm Văn Đại, Phó xóm lên nhận bằng, nhận phần thưởng và hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Xin quý vị cho một tràng pháo tay chúc mừng nhân dân và cán bộ xóm 5 ạ.
Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Văn Hùng, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa hội nghị, trong thời gian qua về việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã. Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Nam Trung, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ lên phát biểu ý kiến chỉ đạo cũng như chúc mừng cơ sở xóm Lâm ạ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các bác, các đồng chí và toàn thể nhân dân. Hòa chung với không khí vui mừng, hồ hởi, phấn khởi, tự hào của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đang ra sức thi đua phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí xã về nông thôn mới nâng cao vào năm 2024 và lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Hôm nay, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hùng Tiến phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền, Ban công tác Mặt trận, Ban phát triển thôn và nhân dân xóm Năm long trọng tổ chức lễ công bố đón nhận xóm Năm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Đây là sự kiện trọng đại, là niềm tự hào, ghi nhận sự quyết tâm, một lòng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đồng thuận nhất trí cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân xóm Năm trong thời gian vừa qua. Lời đầu tiên thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã xin được trân trọng gửi tới các vị đại biểu khách quý, các bác, các đồng chí và toàn thể nhân dân lời chào trân trọng và lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc buổi lễ chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với các ngành, được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban Nhân huyện, sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành chuyên môn của huyện, cùng với truyền thống cách mạng của quê hương xã Hùng Tiến anh hùng, với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và sự năng động sáng tạo vượt khó của xã Hùng Tiến đã giành được những kết quả khá toàn diện. Bộ mặt nông thôn mới ngày càng khởi sắc, làng quê, thôn xóm từng bước được khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp. Kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư nâng cấp, sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Năm 2017, xã Hùng Tiến được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trên đà thắng lợi của công cuộc xây dựng nông thôn mới, tranh thủ sự đồng tình, hưởng ứng của toàn thể nhân dân, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo và tuyên truyền các tầng lớp nhân dân tiếp tục thi đua, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát động các xóm trong toàn xã đăng ký phấn đấu xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Kính thưa buổi lễ, với chủ trương đó, khu dân cư xóm Năm là đơn vị trước đây có cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, đời sống kinh tế không đồng đều, nhưng vốn có truyền thống đoàn kết cần cù, năng động sáng tạo, có truyền thống cách mạng. Trong những năm gần đây, xóm luôn đi đầu trong mọi hoạt động, những phong trào của địa phương, cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận, các chi hội, đoàn thể, hoạt động phong trào sôi nổi, hiệu quả. Xóm Năm đã được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã tin tưởng chọn làm đơn vị xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Nhân dịp trong buổi lễ long trọng này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền xã Hùng Tiến, tôi xin được trân trọng gửi lời cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, các cơ quan ban ngành chuyên môn của huyện. Đặc biệt là xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, phụ trách tiểu khu. Cảm ơn đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó trưởng phòng nông nghiệp huyện và các đồng chí đại diện cho Ban chỉ đạo xây dựng thôn mới của huyện. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban Nhân huyện, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đã quan tâm về dự, động viên, trao bằng, trao phần thưởng và tặng hoa chúc mừng xóm Năm, xóm đặt nông thôn mới kiểu mẫu. Xin trân trọng cảm ơn các tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, những người con quê hương đang công tác, lao động trên mọi miền Tổ quốc, các cơ quan ban ngành đoàn thể, các khu dân cư trong xã đã luôn đồng hành, sát cánh trong mọi phong trào thi đua của cán bộ và nhân dân xóm Năm nói riêng và xã Hùng Tiến nói chung trong những năm qua. Rất mong rằng trong thời gian tới,
sẽ tiếp tục được đón nhận nhiều hơn nữa sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn và giúp đỡ của huyện ủy, hội đồng nhân dân huyện, ủy ban nhân dân huyện, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, các cơ quan ban ngành của huyện cũng như các tập thể cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, con em quê hương, các ban ngành đoàn thể của địa phương và các đồng chí. Kính thưa buổi lễ, năm 2004, đây là năm rất nhiều khó khăn và thách thức do ảnh hưởng của nền kinh tế suy thoái của thế giới, do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài, và chúng ta đã phải đối mặt với những thách thức chưa từng có. Tình hình trong nước thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là cơn bão số 3, số 4, bão lũ sạt lở làm chết nhiều người, ngập úng kéo dài, làm thiệt hại ảnh hưởng lúa mùa và nhiều nguồn lực tài chính của xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe, công ăn việc làm, sản xuất chăn nuôi cũng như mọi hoạt động của đời sống nhân dân trong xã nói riêng và cả nước nói chung, tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế của xã hội. Để giữ vững kết quả đạt được, phấn đấu đạt được những thành quả cao hơn nữa trong thời gian tới, tôi đề nghị cán bộ và nhân dân xóm 5 thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây. Một là từ nay đến cuối năm 2024, chúng ta còn rất nhiều các nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng nhất là phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta cần tập trung chăm sóc lúa mùa, đảm bảo dành thắng lợi. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân chủ động, nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia xây dựng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hai là xây dựng đời sống văn hóa thể dục thể thao, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng mô hình vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, quan tâm tuyên truyền những người gương tốt, người tốt cách làm hay để mô hình lan tỏa ý nghĩa thiết thực và hiệu quả, tăng cường quản lý giáo dục con em, người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật, không vi phạm các tệ nạn xã hội, không tham gia các đạo nạ, không để các hộ dân lấn chiếm hành lang lòng lề đường, nằm sân phơi bãi tập kết vật liệu, trục đường làng, đường rong ngõ xóm làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và an toàn giao thông. Ba là tiếp tục thực hiện tốt các cái chương trình phát triển kinh tế gắn với phát triển bền vững, khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh sẵn có của địa phương, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng, tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào ngày thứ bảy xanh, chủ nhật sạch, duy trì làm vệ sinh môi trường, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, chỉnh trang nâng cấp cảnh quan các tuyến đường rong ngõ xóm, tiếp tục phát động phong trào nhân rộng các mô hình đường hoa, nhà sạch vườn đẹp, mô hình đường điện thắp sáng đường quê, mô hình camera an ninh, các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao vật chất tinh thần cho nhân dân, chăm sóc khám chữa bệnh, chăm sóc cho các đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đẩy mạnh phong trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, đảm bảo cho nhân dân có cuộc sống trung bình khá trở lên, 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, tỷ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng hàng năm được nâng lên. Bốn là tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nước, các quy định của địa phương, động viên các gia đình có con em trong độ tuổi thực hiện tốt khám tuyển gọi công nhân nhập ngũ năm 2025, quan tâm bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là quần chúng là người có đạo, đặc biệt chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức bầu xóm trưởng nhiệm kỳ 2024-2027 và đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2028, hướng tới đại hội Đảng bộ xã lần thứ 29 nhiệm kỳ 2025-2030, phấn đấu chi bộ, chính quyền, đoàn thể xã hội hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năm là cấp ủy chính quyền, ban công tác mặt trận, ban phát triển thôn xóm, lãnh đạo, chỉ đạo các ngành đoàn thể và tuyên truyền cho nhân dân tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, đạt bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời kêu gọi mọi nguồn lực đầu tư, cải tạo, nâng cao chất lượng, tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đảm bảo cho đời sống của người dân nông thôn ngày càng có cuộc sống vui tươi, ấm no, hạnh phúc. Với kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền, xã nhà luôn tin tưởng rằng nhân dân và cán bộ xóm 5 sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh sẵn có của mình, chủ động nắm bắt thời cơ thuận lợi,
phấn đấu xây dựng xóm năm xã Hùng Tiến ngày càng phát triển, xứng đáng với danh hiệu xóm nông thôn mới kiểu mẫu, là xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời đồng hành cùng với Đảng bộ, chính quyền xã Hùng Tiến phấn đấu và tổ chức đón nhận xã về nông thôn mới nâng cao vào năm 2004 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 28 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, góp phần xây dựng xã Hùng Tiến ngày càng giàu đẹp, phát triển và văn minh. Cuối cùng, một lần nữa, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hùng Tiến, xin được kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho xóm nông thôn mới của chúng ta luôn vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về nếp sống văn hóa, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc, xứng đáng với danh hiệu xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Xin trân trọng, cảm ơn. Nhân ngày vui hân hoan đón mừng của nhân dân và xóm chi bộ xóm năm hôm nay được đón nhận là xóm nông thôn mới kiểu mẫu, thay mặt Đảng bộ, chính quyền địa phương về dự và có bó hoa quà chúc mừng xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Xin trân trọng kính mời đại diện các đồng chí đại diện cho ban phát triển thôn nên nhận hoa và quà. Xin trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trầm Lan Trung, Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ xã đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo và có hoa quà tặng cho nhân dân và cán bộ xóm năm. Xin kính chúc đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trong buổi lễ công bố quyết định xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu hôm nay, cán bộ và nhân dân xóm năm nhận được rất nhiều sự quan tâm và tình cảm của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện, xã qua các thời kỳ, các doanh nghiệp, gia đình, cá nhân là con em quê hương đang sinh sống và làm việc trên mọi miền Tổ quốc về dự và có hoa quà chúc mừng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đinh Văn Trường, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quang Thiện, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Tiến lên tặng hoa. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Ngô Văn Quyền, Bí thư chi bộ và ông Phạm Văn Đại, Phó trưởng xóm lên nhận hoa chúc mừng. Cảm ơn đồng chí Đinh Văn Trường. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin giới thiệu đồng chí Trần Văn Thu, Phó trưởng Công an xã lên tặng hoa chúc mừng. Thank you.
Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay cũng có rất nhiều hoa và quà của các tổ chức cá nhân tặng xóm. Đó là hoa quà của đồng chí Hoàng Minh Thảo, Bí thư Đảng ủy xã Ân Hòa, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hùng Tiến. Quà của đồng chí Ngô Văn Chiêu, nguyên huyện ủy viên, nguyên ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân huyện. Quà của đồng chí Ngô Văn Triểu, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Tiến. Quà của Ban Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp xã Hùng Tiến. Hoa và quà của Ni sư Thích Đàm Quy, trụ trì chùa Tịnh Nam Quy Hậu xã Hùng Tiến. Quà của đồng chí Đinh Thị Huế, cán bộ công chức phụ trách xóm. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn tình cảm của các tổ chức cá nhân đã dành tặng cho nhân dân và cán bộ xóm năm. Xin quý vị dành một tràng pháo tay để cảm ơn những tình cảm của tổ chức cá nhân ạ. Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới không chỉ là sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền mà quan trọng hơn là sự vào cuộc chung tay góp sức của cả cộng đồng dân cư, đặc biệt là sự huy động sức dân vào chương trình góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng xóm nông thôn mới. Hòa chung niềm vui này, ban tổ chức trân trọng kính mời ông Phạm Văn Đại, Phó trưởng xóm năm lên phát biểu ý kiến. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, được sự cho phép của ban tổ chức, tôi xin tham gia một số nội dung về công tác mặt trận tổ quốc tham gia xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Trước hết, tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo tổng kết các công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu do đồng chí Ngô Văn Quyền vừa trình bày. Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hùng Tiến đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương và Mặt trận Tổ quốc các cấp. Trong đó đã phát huy hiệu quả vai trò của ban công tác mặt trận các khu dân cư trong việc thực hiện vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới với nhiệm vụ và trọng tâm xây dựng xóm văn hóa, xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Hàng năm, ban công tác mặt trận ở khu dân cư đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phát động, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng xóm văn hóa, xóm nông thôn mới kiểu mẫu, không có tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng xã Hùng Tiến ngày càng phát triển. Với những kết quả đã đạt được trong phong trào xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu của ban công tác mặt trận đã góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Đến nay, xóm năm xã Hùng Tiến được Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn công nhận xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Trên đây là một số nội dung mà ban công tác mặt trận khu dân cư xóm năm báo cáo tham luận. Trước khi dừng lời, xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc, chúc lễ công bố xóm năm về đích nông thôn mới kiểu mẫu thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ý kiến phát biểu của ông Phạm Văn Đại. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng kính mời bà Vũ Thị Hồng lên phát biểu ý kiến. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho chị em phụ nữ xóm năm, xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Để minh chứng làm rõ hơn về những kết quả đã đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, được sự cho phép của ban tổ chức, tôi xin phát biểu tham luận của Chi hội Phụ nữ xóm năm. Những năm qua, phong trào phụ nữ chung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Hùng Tiến đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Đây cũng là một trong những nhân chính tổ chức chung tay cùng cấp đảng chính quyền và nhân dân nói chung, chi hội phụ nữ xóm năm nói riêng, xây dựng thành công các tiêu chí nông thôn mới, qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của người dân địa phương. Chi hội phụ nữ xóm 5 hiện có 71 hội viên,
để góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chi hội phụ nữ xóm tập trung vận động hội viên phụ nữ phát huy nỗ lực, đẩy mạnh công tác tập trung tuyên truyền hội viên phụ nữ và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, vận động phụ nữ tích cực tham gia đóng góp xây sức người sức của, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Chi hội phụ nữ xóm chủ động phối hợp với các ngành đoàn thể tổ chức cuộc vận động phụ nữ nhân dân tích cực sản xuất, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế, làm giàu tại quê hương, tích cực bảo vệ môi trường sống, tập trung kiến thức, tham gia phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế. Chị em có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tốt tiêu chí giảm nghèo và thu nhập trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, hội còn tích cực tuyên truyền vận động xây dựng một cộng đồng bình yên, đẩy mạnh thực hiện tiêu chí không có người vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trên đây là một số nội dung mà Chi hội Phụ nữ xóm 5 tham gia và bổ sung vào bản báo cáo công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xóm 5. Trước khi dừng lời, một lần nữa, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân sức khỏe hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công bố xóm 5 về đích nông thôn mới kiểu mẫu thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn ý kiến phát biểu của bà Vũ Thị Hồng. Kính thưa hội nghị, tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Văn Thủy, Ủy viên Ủy ban Nhân dân xã, lên công bố quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân xóm 5. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể bà con nhân dân khu dân cư xóm 5. Được sự ủy quyền của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, sau đây tôi xin phép được công bố quyết định về việc khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân xã Hùng Tiến số 181 Hùng Tiến ngày 20 tháng 8 năm 2024 quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Tiến căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, căn cứ luật thi đua khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022, căn cứ Nghị định số 98 ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng, căn cứ thông tư số 01 ngày 24 tháng 2 năm 2024 của Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành luật thi đua khen thưởng và Nghị định 98 ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng. Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng xã Hùng Tiến, quyết định điều 1, tặng giấy khen cho một tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 có danh sách kèm theo. Điều 2, tổng số tiền khen thưởng của các tập thể cá nhân được trích từ quỹ thi đua khen thưởng của xã. Điều 3, công chức văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, tài chính kế toán xã và các tập thể cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch Lưu Văn Đông đã ký. Về danh sách, đối với tập thể 1, nhân dân và cán bộ xóm 5. 2, đối với cá nhân 1, đồng chí Ngô Văn Quyền, Bí thư chi bộ,
trưởng ban phát triển nông thôn mới của xóm 5. 2. Ông Trần Hữu Huấn, trưởng xóm 5. 3. Bà Vũ Thị Hồng, chi hội trưởng hội phụ nữ xóm 5. Sau đây, xin trân trọng kính mời vị đại diện cho tập thể cán bộ và nhân dân xóm 5 xin lên nhận phần thưởng giấy khen. Trân trọng kính mời đồng chí Ngô Văn Quyền thay mặt cho cán bộ và nhân dân xóm 5 lên nhận giấy khen của Ủy ban nhân dân xã. Trân trọng kính mời đồng chí Trần Nam Trung, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ lên trao phần thưởng. Xin trân trọng kính mời. Chào mừng cho việc chào tay để chúc mừng nhân dân và bộ xóm 5 ạ. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời ông Ngô Văn Quyền, Bí thư chi bộ xóm 5 và bà Vũ Thị Hồng, chi hội trưởng hội phụ nữ xóm 5 nhận thưởng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Vũ Công Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã lên trao thưởng. Thì người ta cho một tràng vỗ tay để chúc mừng. Xin cảm ơn đồng chí Vũ Công Chí. Xin cảm ơn hội nghị. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Ngô Văn Quyền, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, trưởng ban phát triển xóm lên phát biểu cảm ơn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân. Sau một thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, lễ công bố quyết định công nhận xóm 5 đạt chuẩn, đạt danh hiệu khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo, Đảng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các thế hệ lãnh đạo huyện, xã qua các thời kỳ, các phòng ban ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị, các tầng lớp nhân dân, con em quê hương, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng xóm, ba cấp trường học cùng các quý vị đại biểu, khách quý đã dành thời gian về dự buổi lễ có hoa, quà chúc mừng. Xin trân trọng cảm ơn bộ phận phục vụ buổi lễ đã góp phần vào thành công của buổi lễ hôm nay. Ban tổ chức xin được kết thúc buổi lễ, trân trọng mời quý vị đại biểu đứng dậy, chúng ta chỉnh đốn trang phục làm lễ chào cờ. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cờ quốc, bước chân dồn vang trên đường ngập đèn xa. Cờ in bao chiến thắng làm hồn nước, sông ngoài xa chen không quân đại ca. Đường vinh quang xây xa quân thù. Ước mơ có dàn bước xanh lơ, có hồ cá nên thơ mà lòng quê vẫn hát hát bao câu mong chờ. Mỗi đêm thanh trăng ngà, hội mùa lên tiếng ca gót tay cần đa. Ôi hai thôn giao đầu, nhịp đầu che bước chung vui ăn riêng đàng. Tình ta lên men rồi còn chi ngăn cách lòng, mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Chạy dâng lên trăng màu, bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai mốt đôi uyên ương qua cầu rồi bóng. Nhu thăm sóng mới hương nước chưa phôi pha ta còn vui hoài.
lứa đôi, lúa đồng mãi xanh tươi, bước cả thắm nơi nơi, và vành mùi trai gái góp câu ca yêu.